Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 8 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Dự kỳ họp có các đồng chí Trẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo vụ 1 Văn phòng Trung ương Đảng, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, lãnh đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và thường trực Hội đồng Nhân dân 138 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Trước giờ khai mạc, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 19, kỳ họp thứ 5 kính viếng. Đúng 8 giờ, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 chính thức khai mạc. Thay mặt chủ tọa, phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022, quyết nghị về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023. Trên cơ sở những nhận định và đánh giá, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập trung thảo luận, nhận định tình hình, đánh giá đúng những hạn chế, xác định các nguyên nhân chủ quan, khách quan, những khó khăn vướng mắc phải tháo gỡ. Bên cạnh đó cũng dự báo tình hình để xem xét quyết nghị các mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể, những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về điều hành phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2023, phương án phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả nhất. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Kỳ họp này, chúng ta sẽ xem xét thông qua 31 dự thảo nghị quyết, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tập trung thảo luận, làm rõ và thống nhất về căn cứ ban hành, điều kiện và các giải pháp để đảm bảo thực hiện nghị quyết. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát và thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết số 55 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xem xét báo cáo kết quả công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp, báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện nghị quyết số 03 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, hàng hóa, sản phẩm ô cốp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kỳ họp cũng sẽ thực hiện chất vấn đối với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ nghe thông báo của Ủy ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đề nghị các vị đại biểu dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, thảo luận về các báo cáo, nhất là các báo cáo giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo giám sát của các ban thẩm tra của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tức kịch tham gia ý kiến để đảm bảo công tác chất vấn, thực hiện nhiệm vụ giám sát được thực hiện chất lượng, hiệu quả. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng trân trọng báo cáo cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong năm 2022, được sự lãnh đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Ban thường vụ tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và sự ủng hộ của cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành có chất lượng, hiệu quả toàn bộ chương trình công tác trong năm đã đề ra. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Là kỳ họp cuối năm, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh có khối lượng công việc rất lớn,
trong đó có nhiều nghị quyết được bổ sung so với nội dung chương trình kỳ họp đã được duyệt. Các nội dung kỳ họp đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tích cực chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng các quy định của pháp luật. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung chương trình, đảm bảo cho kỳ họp được thành công, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với tinh thần đó, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn. Kỳ họp đã nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023. Báo cáo khẳng định, năm 2022, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp. Ở trong nước, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự điều hành tập trung linh hoạt hiệu quả của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của các cấp, các ngành, các địa phương, sự ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Có 19 trên 20 chỉ tiêu khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng trên 8,6% so với năm 2021. Kinh tế của tỉnh duy trì ổn định và phát triển. Nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kế hoạch đề ra. Cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy thu hút một số nhà đầu tư đến khảo sát, đầu tư, kinh doanh tại tỉnh. Việc phân bổ nguồn lực, bổ sung vốn cho các công trình kịp thời và đúng quy định. Các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh đã góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính. Các hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ được thúc đẩy. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được củng cố ở tất cả các bậc học. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được quan tâm. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân được ưu tiên hàng đầu. Công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, đã triển khai ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao vào khám chữa bệnh. Các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là công tác chỉ đạo điều hành trên một số lĩnh vực chưa sâu sát, quyết liệt. Công tác phối hợp, tính chủ động giải quyết khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện đầu tư công còn hạn chế. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư tại một số công trình dự án còn chậm, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế. Một số dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ nhưng chưa được xử lý kịp thời. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp gặp khó khăn. Công tác quy hoạch còn chậm, công tác quản lý trật tự đô thị có mặt còn hạn chế. Thực hiện chuyển đổi số chưa có chuyển biến rõ. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng số lượng doanh nghiệp còn thấp so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Chưa bố trí đủ nguồn lực để thực hiện một số chương trình, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt. Việc triển khai thực hiện một số chính sách đã được ban hành tại một số địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt. Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 9% so với năm 2022. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đầu người trên 55 triệu đồng trên người trên năm. Phấn đấu có thêm 8 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, thu hút trên 2,5 triệu lượt khách du lịch. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.200 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 22.000 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm trên 3,5%. Hoàn thành xây dựng 39 cầu trên đường giao thông nông thôn và thực hiện bê tông hóa 228,8 km đường giao thông nông thôn và nâng thứ hạng tỉnh Tuyên Quang trên bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số, phấn đấu xếp thứ 35 của cả nước. Kỳ họp cũng đã nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 11 tháng năm 2022, kinh phí trung ương ủy quyền, kinh phí của bộ ngành trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng các quỹ do tỉnh quản lý 11 tháng năm 2022, một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách địa phương cuối năm 2022. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh,
Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 và các báo cáo thẩm tra của các ban, hội đồng nhân dân tỉnh.